Biển Xanh. Hiện tại mình đang có mặt trên đường Cộng Hòa của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Con đường này mọi khi rất là hay kẹt xe, đông người qua lại rất nhộn nhịp. Nhưng mà hôm nay thì khá là vắng vẻ, dường như là mọi người ít ra đường hơn. Đường này là kẹt xe là phải đổ mồ hôi.